trên đường mình đi để coi đá bóng của Úc thì mình thấy cái cảnh nó rất là đẹp và buổi sáng hoàng bình minh, cho nên mình muốn review lại cho mọi người xem nha. Đây là hai bên đường mình chạy đó, cái đất đai nó rất là rộng để chỉ nuôi bò trù thôi mọi người ơi. Đây là cái đường highway mình đang chạy, đây là ông xã mình á, my darling Ben. Morning, Anh chào mọi người buổi sáng nha. Đó, bên đó là những cái con bò sữa đó mọi người, bò lấy thịt đủ thứ loại bò hết. Like và subscribe mình để mình có động lực làm thêm cho mọi người xem nha.